Chào các con học sinh lớp 5. Con rất vui khi được gặp lại các con trong giờ tiếng Việt. Các con thân mến, hôm nay cô hướng dẫn các con làm một bài kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 5. Các con lưu ý, đây là đề để các con tham khảo. Nếu thấy hay, các con bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Đề thi cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt lớp 5. Đề bài chúng ta có hai phần, A lớn kiểm tra đọc, B lớn kiểm tra viết. Chúng ta làm phần A lớn kiểm tra đọc. Một, đọc thành tiếng. Các con sẽ được các thầy cô giáo cho các con bốc thăm đọc một trong các bài tập đọc và trả lời câu hỏi về nội dung của bài đọc từ tuần 29 đến tuần 34, sách tiếng Việt 5 tập 2. 2. Đọc hiểu. Đọc bài văn sau. Những con sói trong tâm hồn. Một cậu bé đến gặp ông mình để kể cho ông nghe về nỗi bực tức của mình khi bị bạn cùng lớp chơi xấu. Sau khi nghe xong câu chuyện, người ông liền nói, để ông kể cho cháu nghe chuyện này. Đôi lúc ông cũng cảm thấy rất ghét những người như vậy. Nhưng rồi, ông không buồn vì những gì họ làm. Bởi vì sự thù hận, bực bội chỉ làm cho cháu mệt mỏi, chứ không làm đau kẻ thù của cháu. Điều đó cũng giống hệt như cháu uống thuốc độc, nhưng lại đi cầu nguyện cho kẻ thù của mình chết. Ông đã phải đấu tranh với những cảm xúc như thế này nhiều lần rồi. Ngừng một lúc, ông lại nói tiếp. Cũng giống như có hai con sói bên trong ông. Một con thì rất hiền và chẳng bao giờ làm hại ai. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai cả. Bởi vì sự tấn công đã không được dự tính sẵn, nó chỉ đánh nhau khi điều đó là đáng để làm và làm theo một cách rất khôn ngoan, đúng đắn. Người ông từ tốn nói tiếp, nhưng con sói còn lại thì không như thế, nó lúc nào cũng giận dữ. Một việc nhỏ nhặt cũng có thể khiến nó nổi giận. Nó đánh nhau với tất cả mọi người, mọi vật bất cứ lúc nào. Mà không có lý do. Nó không nghĩ rằng đó là do sự tức giận và thù hận của nó quá lớn. Thật khó để cả hai con sói này cùng sống trong ông. Cả hai con đều cùng muốn chiếm lĩnh tâm hồn ông. Cậu bé nhìn thật chăm chú vào mắt ông rồi hỏi, ông ơi, vậy con sói nào thắng hả ông? Người ông nói một cách nghiêm nghị, đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng. Theo gia đình online. Chúng mình vừa đọc xong bài văn Những con sói trong tâm hồn. Bây giờ các con sẽ trả lời câu hỏi, làm bài tập theo một trong hai cách sau. Một trong hai cách đó là khoanh tròn và chữ cái trước ý trả lời mà em chọn. Viết ý kiến của em vào chỗ trống. Câu 1. Cậu bé bực tức vì chuyện gì? A. Bị bạn cùng lớp chơi xấu. B. Bị bạn khác lớp bắt nạt. C. Bị điểm kém dù mình không làm sai. D. Bị bạn cùng lớp hiểu lầm mà không thể giải thích rõ. Để trả lời được câu 1, chúng mình đọc lại cái đoạn đầu của đoạn văn. Chúng ta thấy cậu bé tức bực vì chuyện gì? À, cậu bé tức bực vì bị bạn cùng lớp chơi xấu. Đó là đáp án A. Các con khoanh tròn chữ cái A. Câu 2. Người ông đã làm gì khi đưa cháu kể chuyện bực tức của mình cho ông nghe? A. Người ông dẫn cháu đi ăn kem, đi chơi để tâm trạng của cháu thoải mái. B. Người ông hỏi rõ sự việc cháu gặp phải để đưa lời khuyên tốt nhất cho cháu. C. Người ông đã kể cho cháu nghe về trải nghiệm của chính bản thân mình. Ông cũng từng gặp phải chuyện tương tự như cháu. D. Người ông nghiêm khắc phê bình cháu rằng sau này không được chơi với những người bạn xấu như thế. Để trả lời được câu hỏi 2 này, chúng mình đọc lại bài văn nhé. Người ông đã làm gì khi đứa cháu kể chuyện bực tức của mình cho ông nghe nhỉ các con? À, người ông đã kể cho cháu nghe về trải nghiệm của mình, của chính bản thân mình. Ông cũng từng gặp phải chuyện
tương tự như cháu. Đó là đáp án C. Chúng mình khoanh tròn chữ cái C. Câu 3. Theo ông, trong tâm hồn chúng ta nuôi dưỡng hai con sói như thế nào? Trong tâm hồn chúng ta nuôi dưỡng hai con sói là một con thì hiền lành, không làm hại ai cả, sống hòa hợp với mọi người. Nó chỉ đánh nhau khi điều đó là đáng để làm và làm một cách khôn ngoan đúng đắn. Còn một con thì lúc nào cũng giận dữ đánh nhau với tất cả mọi người. Đó là câu trả lời của câu 3. Một con hiền lành. Không làm hại ai cả. Sống hòa hợp với mọi người. Nó chỉ đánh nhau. Khi điều đó là đáng. Là đáng để làm và làm. Và làm một cách khôn ngoan. Khôn ngoan, đúng đắn. Một con lúc nào cũng giận dữ. Đánh nhau với tất cả mọi người. Các con chuyển câu 4. Theo ông, con sói nào đã chiến thắng ở cuộc chiến trong tâm hồn? A. Con sói hiền lành. B. Con sói giận dữ. C. Không con nào chiến thắng cả, chúng buộc phải sống hòa hợp với nhau. D. Là con sói mà chúng ta vẫn luôn nuôi dưỡng trong tâm hồn. Theo ông, con sói đã chiến thắng ở trong cuộc chiến ở cuộc chiến tâm hồn là gì? Là con sói mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng trong tâm hồn. Đó là đáp án D. Các con khoanh tròn chữ cái D. Chúng ta chuyển câu 5. Theo em, người ông kể câu chuyện về những con sói trong tâm hồn cho người cháu nhằm mục đích gì? Chúng ta có đoán được mục đích của ông khi ông kể câu chuyện về những con sói trong tâm hồn của ông cho người cháu nghe không nhỉ? Người ông đã kể chuyện về những con sói trong tâm hồn mình cho cháu nghe nhằm mục đích gì? Khuyên cháu gì như nào nhỉ? Sự hận thù, bực bội, phải không? Rằng sự hận thù, bực bội.
chỉ làm cho cháu mệt mỏi chứ không làm đau kẻ thù. Bởi vậy, hận thù, ghét bỏ không phải là cách làm đúng đắn mỗi khi cháu đối diện với những chuyện không vui. Cần suy xét kỹ và càng giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan và đúng đắn. Người ông đã kể chuyện về những con sói. Trong tâm hồn mình cho cháu nghe. Nhằm mục đích khuyên cháu rằng sự thù hận, bực bội chỉ làm cho cháu mệt mỏi. Chứ không làm đau kẻ thù cháu. Bởi vậy, hận thù, ghét bỏ không phải là cách làm đúng. Cách làm đúng đắn. Mỗi khi cháu đối diện với những chuyện không vui,
cần suy xét kỹ càng. Và giải quyết vấn đề. Một cách khôn ngoan và đúng đắn. Câu 6. Em học được bài học gì qua câu chuyện trên? À, qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra bài học là gì nhỉ? Trong cuộc sống, bản thân mỗi người cần không ngừng tu dưỡng rèn luyện chính bản thân mình, sống hòa hợp với những người khác. Khi xảy ra những vấn đề trong cuộc sống, cần suy xét một cách kỹ càng và giải quyết một cách khôn ngoan, đúng đắn. Trong cuộc sống, bản thân mỗi người cần không ngừng tu dưỡng. Rèn luyện chính bản thân mình. Sống hòa hợp với những người khác. Khi xảy ra những vấn đề trong cuộc sống, cần suy xét một cách kỹ càng và giải quyết một cách khôn ngoan.
Đúng đắn. Câu 7. Đọc câu văn sau và lựa chọn một nhận định đúng đắn. Câu văn: Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh và nó không bao giờ tấn công ai cả, bởi vì sự tấn công đã không được dự tính sẵn. A. Đây là câu đơn có nhiều vị ngữ. B. Đây là câu ghép có hai vế câu. C. Đây là câu ghép có ba vế câu. D. Đây là câu ghép có bốn vế câu. Muốn chọn được nhận định đúng đắn trong bốn đáp án này thì chúng ta phân tích câu trên. Ở đây, câu này chúng ta phân tích xem là có bao nhiêu vế câu nhé. Nó sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh. Như vậy, ở đây nó là chủ ngữ. Sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh là vế thứ nhất. Vế thứ hai gì? Và nó không bao giờ tấn công ai cả. Đấy, từ và là nối giữa hai vế câu. Thì nó là chủ ngữ. Không bao giờ tấn công ai cả là vị ngữ. Rồi gì? Bởi vì cũng là từ nối giữa vế câu thứ hai và vế câu thứ ba. Sự tấn công là chủ ngữ. Đã không được dự tính sẵn là vị ngữ. Như vậy ở đây chúng ta thấy có ba vế câu. Chủ ngữ một là nó, chủ ngữ một là nó, chủ ngữ hai cũng là nó, chủ ngữ ba là sự tấn công. Còn vị ngữ một là sống hòa hợp với tất cả mọi thứ xung quanh. Vị ngữ hai là không bao giờ tấn công ai cả. Vị ngữ ba là đã không được dự tính sẵn. Như vậy ở đây là có ba vế câu, phải không? Đây chính là câu ghép có ba vế câu. Đây là câu ghép có ba vế câu, đó là đáp án C. Các con khoanh tròn chữ cái C. Câu 8. Xác định tác dụng của dấu ngoặc kép trong câu sau. Người ông nói một cách nghiêm nghị, đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng. A. Dẫn lời nói trực tiếp của người ông. B. Đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. C. Ngăn cách các thành phần cùng chức vụ trong câu. D. Đánh dấu nội dung bên trong để người xem chú ý. Cái từ trong ngoặc kép đó là con sói mà cháu vẫn hằng nuôi dưỡng. Đây chính là gì nhỉ? Cái từ trong ngoặc kép này sau dấu hai chấm, nó chính là dẫn lời nói trực tiếp của người ông. Đó là đáp án A. Chúng ta khoanh tròn chữ cái A. Chúng mình chuyển câu 9. Gạch dưới từ không cùng nhóm với những từ sau và giải thích vì sao từ đó không cùng nhóm. Nhi đồng, con nít, trẻ con, trẻ ranh, trẻ em, tuổi trẻ, nhóc con. Trong cái nhóm từ này, chúng mình tìm xem từ nào không cùng nhóm với những từ còn lại. Và chúng ta giải thích vì sao nó không cùng nhóm. Trong các từ này thì chúng ta thấy từ tuổi trẻ là không cùng nhóm với các từ nhi đồng, con nít, trẻ con, trẻ ranh, trẻ em và nhóc con. Đấy. Từ không cùng nhóm với từ còn lại là từ tuổi trẻ này, vì cái từ tuổi trẻ này là chỉ những người ở độ tuổi thanh niên, thiếu niên. Còn những từ còn lại là những từ dùng để chỉ những người nằm trong độ tuổi dưới 16. Như vậy cô giáo gạch chân từ gì? Tuổi trẻ. Và bây giờ chúng mình giải thích. Từ không cùng nhóm với các từ còn lại. Là từ tuổi trẻ.
Vì tuổi trẻ. Là chỉ những người ở độ tuổi thanh niên, thiếu niên. Còn những từ còn lại. Thì lại được dùng để chỉ những người nằm trong độ tuổi dưới 16 tuổi. Chúng ta vừa làm xong phần A lớn kiểm tra đọc, bây giờ chúng ta chuyển sang phần B lớn kiểm tra viết. 1. Chính tả. Chúng ta sẽ nghe các thầy cô giáo đọc cho chúng ta viết bài Tà áo dài Việt Nam. Chúng ta viết đoạn từ áo dài phụ nữ đến chiếc áo dài tân thời, sách tiếng Việt 5 tập 2. Khi viết chính tả, chúng ta yêu cầu chúng ta viết đúng tốc độ. Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, đúng kiểu chữ, cỡ chữ, đúng khoảng cách, đúng chính tả, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp. 2. Tập làm văn. Đề bài: tả một người bạn thân của em. Đây là thể loại văn tả người. Tả một người bạn thân của em, chúng ta tả 3 phần. A là mở bài. Mở bài giới thiệu người bạn thân của em. Ví dụ, từ lúc đi học, em được làm quen với rất nhiều người bạn mới. Mỗi bạn đều có tính cách và sở thích khác nhau. Nhưng ai cũng thật đáng quý. Trong đó, người bạn mà em yêu quý nhất, giống như anh em ruột thịt, chính là Thủy Tiên. Đến phần B, thân bài. Trước tiên là tả khái quát về bạn. Tả bạn bao nhiêu tuổi, bạn là học cùng lớp hay là hàng xóm của em. Bạn có chiều cao cân nặng bao nhiêu, vóc dáng như thế nào, màu da, giọng nói, sở thích của bạn có gì đặc biệt. Rồi đến tả tiếp theo là tả chi tiết về bạn. Thì chúng ta tả chi tiết về khuôn mặt, đôi mắt, mũi, nụ cười, kiểu tóc. Tả trang phục, cách ăn mặc thường ngày khi đến lớp và khi đi chơi của bạn. Và phần tiếp theo, phần thứ 3 trong phần thân bài là chúng ta tả tính cách, hành động của bạn. Bạn là người có tính cách như thế nào? Chúng ta có thể kể một vài chi tiết chứng minh cho cái nét tính cách của người bạn đó. Bạn của em là một học sinh như thế nào? Ngoài giờ học bạn thường làm gì? Thầy cô, bạn bè có quý bạn ấy không? Vì sao? Và chúng mình không quên kể ngắn gọn một vài kỷ niệm hoặc là hoạt động chung của hai người khiến em nhớ mãi.
Và phần thứ ba là phần kết bài. Phải nêu được tình cảm của em dành cho người bạn ấy. Ví dụ, em rất quý trọng tình bạn với Thủy Tiên, mong rằng tình bạn của chúng em sẽ vẫn mãi bền chặt theo thời gian. Và bài văn tả một người bạn thân của em, cô đã có một bài văn đăng trên kênh này. Mời các con tham khảo nhé. Bài kiểm tra môn tiếng Việt cuối học kỳ 2, lớp 5 đến đây là hết rồi. Cô chúc các con làm bài tốt trong kỳ thi tới. Cô chào các con.